hai. Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo thần sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy màng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nhào giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ việt chẳng đành. 21 ngày nôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không nuôi nồng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra đặt ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy đấng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, mỗi độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn khó nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Xanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, thượng thịt tà dâm cùng dối nuống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dương huyện, tức rồi nhờ đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chỉ nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhất đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn không đường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trong nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại trí đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh. Thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục. Trong nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi thoát giới. Thốt giáo thành Phật sanh từ khỏi, Quan Âm nên biết gắng tuyên bày. Truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.